Xin chào tất cả các bạn nha. Hôm nay mình cập nhật lại cái vườn na Thái kết hợp với na sù na Đài Loan nha các bạn. Thì chia sẻ luôn với các bạn về cái kỹ thuật trồng na cũng như là chăm sóc na hai vụ trong năm nha. Hiện tại thì cái na này là mình cho trái hai vụ trong năm, vừa thu hoạch trước Tết, tức là thu hoạch vụ Tết đó, vừa xong thì mình cắt cành để tạo trái đợt 2. Thì sau khi cắt cành trước Tết cũng như là mình sau khi mình thu trái xong mình tỉa cành liền thì nó rơi vào khoảng hai mấy Tết đó các bạn, 27-28 Tết ha, mình cắt cành liền luôn ha. Thì hiện tại trái nó đang đậu và to như thế này ha. Hiện tại thì nó to hơn gần bằng cái chung uống rượu đó các bạn, chung nhỏ có trái thì bự bằng ngón chân cái. Thì cái tỷ lệ đậu trái rất là đạt. Vụ 2 mà trái rất là sai. Hiện tại thì cây 3 năm tuổi như thế này nó đậu khoảng trên 100 trái ha. Thì vụ 2 thì mình để ít trái thôi để nó nuôi cạch cho cái vụ Tết đợt sau ha. Thì hôm nay mình chia sẻ với các bạn luôn là tỉa trái, cách tỉa trái để cho na Thái nó đạt hiệu quả, trái nó to tròn đẹp. Đây là trái na nè các bạn. Hiện tại thì nó khoảng bằng ngón chân cái ha. Thì trái này nó rất là đều thì mình sẽ giữ lại ha. Và giữ những cái trái nào, bỏ những trái nào. Thì tất cả các trái nào mà nằm trong thân ở cành to thì chúng ta sẽ giữ lại. Và trái tròn đẹp không bị mớp méo thì chúng ta sẽ giữ lại. Còn loại bỏ những trái ở đầu cành hoặc là những cái cành nhỏ thì chúng ta sẽ loại bỏ ha. Mình sẽ quay sơ lược một số trái và một số cây cho các bạn xem rồi mình sẽ đi tỉa ha. Đây hiện tại vườn na nè. Thì cái thời kỳ này là chúng ta cũng nên tưới nước nha các bạn. Mặc dù na nó chịu hạn tốt, chịu hạn tốt nhưng mà chúng ta nên tưới nước. Tại vì nó đang nuôi trái thì tưới định kỳ, phun sương thì tưới mỗi ngày, tưới ít thôi. Còn nếu như mà tưới vòi á, tưới bằng máy cái bơm á, thì chúng ta tưới cách 2-3 ngày tưới cũng được ha. Trái rất là sai nha các bạn. Đây là na Đài Loan. Na Đài Loan thì cũng tương tự cắt một lượt với na Thái nha các bạn. Đây, na Đài Loan trái cũng rất là đẹp ha. Hiện tại đang có riệp sáp à. Chúng ta phải xịt nha các bạn. Xịt rồi mới bao. Thì sau cái đợt xịt ở đây mình quay xong mình sẽ xịt luôn ha. Xịt thuốc trị riệp sáp, xịt sâu, xịt dược. Sau khi xịt xong thì chúng ta sẽ bao trái được ha các bạn. Bao những cái trái nào mà từ ngón chân cái trở lên thì chúng ta mới bao ha. Không có bao những trái nhỏ nha các bạn. Cái nhỏ thì chúng ta sẽ bao đợt sau. Đây. Tiễn bỏ những trái nào mà nó xấu xí như thế này. Vừa có riệp sáp và vừa có sâu thì chúng ta sẽ loại bỏ. Mặc dù trái nó lớn nhưng mà chúng ta không nên để những cái trái này ha. Và nữa là nó nằm trên một cái cành cũng không có lớn, cành non ha, cành mới đâm ra, do đó nó cũng không có đạt ha. Và chúng ta nên bỏ. À, bỏ những cái trái nào nữa. Đây, một cái cành này mình chia sẻ luôn nè. Đó, hai trái dính chùm nè. Hai trái dính chùm thì chúng ta coi trái nào đẹp thì chúng ta sẽ giữ lại ha. Trái nào nhỏ thì chúng ta sẽ bỏ đi. Cái này, cái đen đen này là không có phải sâu nữa các bạn. Chúng ta khều là nó rớt ra. Cái này là cái màng lúc trước của cái trái. Hai trái cùng một nhánh thì chúng ta nên loại bỏ ha. Loại bỏ.
giữ lại một trái. Có diệp sáp và xịt diệp sáp liền hết các bạn. Đây, trong một cái thân như thế này mà nó mang rất là nhiều trái ha. Đây, hai trái dưới này nữa nè các bạn ha. Một cành như vậy thì chúng ta chỉ nên để một trái thôi, cành này nó quá nhỏ, cành quá nhỏ. Chúng ta bỏ là bỏ cái trái ở đầu cành ha, bỏ trái đầu cành. Còn trái trong này thì chúng ta xem nó đẹp đạt thì chúng ta sẽ giữ lại, còn nếu không thì cũng nên loại bỏ luôn ha. Thì trái này tương đối cũng được ha, giữ lại. Ê, cành này tại một cây mình để khoảng vài chục trái thôi, không có nên để nhiều hết các bạn. Để nhiều quá thì cây nó nuôi không nổi, thì thành ra trái nó nhỏ nhỏ không mà không có lớn. Đây, thế nào. Đây, trong một cái cành như thế này, đây là cái đầu cắt của chúng ta nè, thì cái cành này chúng ta cũng nên giữ một trái thôi. Thì hiện tại chúng ta sẽ giữ trái này lại ha. Trái này ở đầu cành và ở trên cái cành nhỏ như thế này chúng ta sẽ bỏ đi, thì trái nó sẽ to. Và cái cành này nó đâm ra một cái nhánh nữa nè, trên đây cũng mang một trái, chúng ta sẽ loại bỏ cái trái này luôn ha các bạn. Cứ mạnh tay loại bỏ đi nha các bạn, trái rất là sai. Đây, một cái thân như thế này mà nó mang ra nè 4 trái 5 trái luôn đó, nhìn kỹ không các bạn, 5 trái ha. Đây là cái đầu cắt của mình nè. Cái đầu cắt này thì chỉ nên giữ lại 2 trái là tối đa thôi, mà ở này nó mang 5 trái. Đây, 5 trái nè, chúng ta loại bỏ cái trái nhỏ này luôn ha. Rồi, ở đây là một chùm này 2 trái nè, thì coi trái nào đẹp thì chúng ta sẽ giữ lại ha, loại bỏ bớt 1 trái đi nha các bạn. Đây, 1 trái nữa nè đó. Thì để coi cái trái này nó lớn lên nó đẹp hơn cái trái bên này không thì chúng ta sẽ giữ lại ha, bỏ một đợt nữa. Đây, trên một cái cành, một cành da như thế này nè, từ trong thân ra nè, nó mang rất là nhiều trái nha. Đây, đây đó, nhóc ở trên luôn, chúng ta phải nên loại bỏ ha, bỏ bớt trái này nha các bạn. Bây giờ trái này nó còn nhỏ mà nó xấu nè, còn nhỏ mà nó móp méo như thế này cũng không nên để nha. Rồi, ở đây 2 trái, thì trái này nó to tròn hơn nè, chúng ta giữ lại, chúng ta bỏ trái này. Một cành thì chỉ nên để 1 hoặc 2 trái thôi nha các bạn, không nên để nhiều. Đây, đây cũng đậu 2 trái nè, trái này nhỏ nè, bỏ đi, không nên giữ lại nhiều quá, quá sai luôn rồi các bạn ơi. Đi tỉa mỏi tay luôn. Đây nè. Đó. Vậy thì chúng ta sẽ bỏ những loại bỏ những cái trái móp méo, trái sâu, trái đầu cành thì chúng ta sẽ loại bỏ ha. Và giữ lại một trên một cành thì chúng ta chỉ nên giữ lại 1 trái hoặc 2 trái là tối đa, nếu cành to thì giữ lại 2 trái, cành nhỏ thì chúng ta sẽ bỏ đi ha, không nên giữ. Đây, 3 trái nè, bỏ trái nhỏ này đi, coi trái này nó có đẹp hay không, không đẹp thì bỏ luôn. Và đợi cái trái này nó lớn lên coi chúng ta sẽ giữ lại trái nào ha. Đó, móp méo thì bỏ đi, bỏ bớt đi để nó nuôi cái trái khác. Để nhiều quá là nó không có đẹp. Cành nào cũng vậy nha các bạn, quá sai trái à. Rồi, mình sẽ đi tiễn hết tất cả các cây còn lại trong vườn như thế nha. Và lưu ý là phải xịt nha các bạn, cái thời điểm này là phải xịt nha. Thứ nhất là xịt cái thằng riệp sáp, bởi vì cái loại na này riệp sáp rất là ưa, mà khi mà chúng ta để riệp sáp nó đeo vô mà chúng ta bao lại thì tới thu hoạch thì nó rất là xấu ha, thậm chí là cái trái nó không ăn được luôn, nó sinh sôi nảy nở rất là nhiều. Rồi, cái tiếp nữa là xịt sâu, khoai chung được nha các bạn, sâu nấm và kèm Autunit để cho nó dưỡng trái nha, dưỡng trái to đẹp. Autunit hoặc là một số loại dưỡng khác ha, nếu các bạn có cái loại thuốc nào mà mình hay sử dụng thì mình xài ha, còn mình ở đây mình xài Autunit là nhiều nha các bạn, Autunit. Và kết hợp bón phân thì giai đoạn này chúng ta sẽ bón 20 20 15 là phân
hóa học ha, còn phân hữu cơ nở nữa ha, kết hợp luôn hữu cơ nở. Thì hữu cơ nở thì các bạn xài cái thằng của nước nào cũng được, nước Nhật cũng được, nước Bỉ cũng được, Indo cũng được ha. Nói chung là phân nhập là ok, phân nhập thì ok hết ha. Thì một cây 3 năm như thế này chúng ta bón liều lượng 1 kg phân hữu cơ nở kết hợp với 100 gram thôi ha. Chúng ta bón nhiều lần ha, một lần thì chúng ta bón ít ít thôi, 100 gram, 20 20 15. Rồi kết hợp hai đó bón ha, để trái nó được to đẹp ha. Còn chúng ta không có bón phân thì trái nó sẽ mấp méo nha các bạn. Lưu ý cũng như là phải xịt dưỡng. Rồi cảm ơn các bạn đã xem clip nha. Hẹn gặp lại các bạn trong những cái video tiếp theo nha các bạn.